Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà hướng dẫn cho tất cả mọi người mà kiểm tra coi cái lô đất của mình nó có dính quy hoạch không nhé. Rồi xem cái lô đất mình thuộc diện đất gì để cho mọi người có thể thuận tiện trong việc mua bán, trao đổi đất để tránh sự rủi ro khi các bạn quyết định xuống tiền mua, đầu tư mua một cái lô đất. Đó. Thì đầu tiên này mọi người xem cái video này cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Thì tiếp theo là mọi người sẽ tải một cái ứng dụng đó nó có tên là Đồng Lai Lít. Đó, các bạn sẽ vô App Store hay là CH Play nhé, các bạn tải về, nhập chữ Đồng Lai Lít về. Đó, và đây mình đã tải rồi, mình mở lên. Đó, thì mình sẽ chọn cái khu vực là huyện nào của mình. Cái này là trong cái tỉnh Đồng Nai mình có hết. Đó, mình ở đây, mình ở huyện Định Quán. Nhấp vô Sa Suối Nho. Đó, thì nó sẽ ra cái vùng đất quy hoạch đất ở Suối Nho mình. Và mình sẽ phóng to cái bản đồ lên. Thì ở đây có mục tìm kiếm ở góc trên cùng cái này, mình có thể nhấp vô. Thì nhập cái số thửa của mình theo cái đúng mà cái ở trên cái sổ đỏ là nó sẽ hiện ra được cái lô đất đó trên cái bản đồ này, và mình sẽ kiểm tra coi nó thuộc diện là như thế nào. Thì mình đây mình sẽ kiểm tra một cái lô đất bất kỳ sự cái lô đất của mình. Đây cái sổ đỏ thì mình bố mình ấy là mình không, mình kiểm tra lại bất kỳ một lô đất nào nhé. Ở đây cái màu hồng nó có rất rất là nhiều màu, màu hồng, màu vàng, màu cam, rồi màu xanh nước biển đó, màu xanh nước biển ao hồ á. Rồi mình sẽ kiểm tra một cái lô đất bất kỳ màu hồng nha. Rồi các bạn sẽ chọn cho cái số thửa, số đất ở đấy, số bản đồ đấy. Rồi các bạn sẽ nhấp vô cái mục chữ Y bên máy cái đó. Rồi sẽ hiện ra cái thông tin dự án của cái lô đất đấy, nó sẽ nhận đất gì. Thì cái đất màu hồng là mình biết được là cái thuộc diện vô là đất quy hoạch đất ở. Đó. Còn cái đất màu xám này, những cái ô đất màu xám, màu nâu chứ, màu nâu, nâu nhạt, thì nó nhận là đất trồng cây lâu năm. Đợi xíu nó hiện nè. Đó, các bạn cứ chọn vô cái ô thửa số bản đồ, số tờ, số thửa đó. Hoặc các bạn sẽ chọn vô chữ Y đó là sẽ hiện ra đây, đất ở tại nông thôn kết hợp đất trồng cây lâu năm. Đó. Rồi, cái đường đất màu cam đây là đường quy hoạch đường giao thông, đường cao tốc Long Thành Dầu Dây Đà Lạt đây. Đấy. Rồi cái ô đất màu xanh nhạt nó là đất thủy sản, nuôi trồng thủy sản, đất ao hồ đấy. Thì có cái ứng dụng này thì mọi người có thể kiểm tra bất kỳ cái lô đất nào ở trên tỉnh Đồng Nai của mình thì nó thuộc diện là lô đất quy hoạch như thế nào, diện như thế nào, thì để cho mọi người thuận tiện trong việc mua bán trao đổi để tránh cái sự rủi ro là lừa đảo và tranh chấp đất. Rồi, như cảm ơn mọi người đã xem.